Và sau đây là quá trình khiêng chiếc cano với kích thước là 5m4 ở chế độ là lắp vô lăng máy Kubota 30 mã lực 4 thì cho chú Tiên ở quận 12 lên xe hết các anh chị. Máy rất là nặng, và một phần nữa là cano cực kỳ là nặng do là cái chất lượng của bên trung tính composite là sẽ là gửi đến quý anh chị là tốt nhất có thể keo rất là nhiều các anh chị, nên là cano rất là nặng ha. Hiện tại là khoảng là 15 người khiêng luôn các anh chị ơi. Thì con cũng xin cảm ơn chú Tiên đã quan tâm và ủng hộ trung tính composite nguyên trọn bộ cano lắp máy âm với kích thước là 5m4 ở phiên bản là cao nước chiều rộng ngang là 1m62 và chiều cao mực nước là 70cm. Đối với những anh chị khách nào có nhu cầu sở hữu nguyên trọn bộ giống như chú Tiên ở bên em thì hoàn toàn có thể là tham khảo. Tiếp đến chuẩn bị lên hàng ngày hôm nay sẽ là một chiếc vỏ lãi với kích thước là 6m3, và đối với mẫu này là chiều rộng ngang là 1m1 các anh chị. Và phần chiều cao mực nước của chiếc này thì sẽ là cao từ 50 đến là 45cm. Ở phía trước là các anh chị thì nó được ốp vô, và càng dần về phía sau thì nó sẽ là rộng ra và để tiếp xúc với mực nước dễ dàng hơn, thì chiều cao sẽ là 45cm các anh chị. Và phía trước này sẽ là lên đến là 50cm có hơn. Và đối với chiếc này ngày hôm nay là đặc biệt là cái màu này là anh khách bên em là lựa chọn đặt là màu xanh quân đội hết anh chị, và bên trong sẽ là màu xanh lá. Chiếc vỏ lãi ngày hôm nay của bên em sẽ được giao đi cho anh khách tên là anh Thanh Liêm ở Đồng Nai. Thì em cũng xin cảm ơn anh Liêm đã quan tâm và ủng hộ trung tính composite một chiếc vỏ lãi với kích thước là 6m3 ở phiên bản siêu tải nguyên màu xanh quân đội giống như vậy hết anh chị. Ở đây em sẽ quay rõ cái dáng hơn cho các anh chị xem ha. Đối với những anh chị khách nào muốn có một chiếc vỏ lãi và cái màu giống như gì thì hoàn toàn có thể là tham khảo những cái chiếc vỏ lãi của bên em hết các anh chị. Sẵn tiện đây thì em cũng xin báo giá tham khảo trong thời điểm hiện tại em giao đi cho anh khách Thanh Liêm ở Đồng Nai của bên em. Cho tất cả những anh chị ở từng vùng miền có thể là tham khảo cái giá để mình có thể là sở hữu các anh chị. Đối với những anh chị khách ở miền Bắc sở hữu chiếc này chỉ với giá là 13.800.000. Anh chị ở miền Trung chỉ với giá là 12.800.000. Anh chị ở miền Nam sở hữu chỉ với giá là 11.200.000. Và anh chị ở miền Đông sở hữu chỉ với giá là 11.900.000. Thì giá này bên em là đã bao vận chuyển cho các anh chị, đồng thời là bảo hành lên đến là 20 năm. Có tặng kèm theo cho các anh chị là một cái dầm nhựa hoặc là dầm gỗ tùy ý các anh chị chọn. Ngoài ra là còn tặng cho các anh chị là một cái bộ máy và cục thun để anh chị có thể là kê vào cái nền máy của mình hết các anh chị. Và tuần ở mỗi giữa dây cong sẽ có lỗ dẫn nước để anh chị thuận tiện hơn trong việc cắt nước. Dây cong thì được cao lên tới bên trên be ha các anh chị. Và đối với mẫu vỏ lãi thì ở phía trước sẽ có cho các anh chị là một cái hộc để mình có thể là chứa đồ trong đây. Hộc này cực kỳ là rộng và dày luôn ha các anh chị. Đó. Từ đó là bên trung tính composite hoàn toàn là dám bảo hành cho các anh chị lên đến là 20 năm đi lại. Ở phía sau thì sẽ có một cái chỗ ngồi để anh chị thuận tiện hơn trong việc ngồi lái dàn lát đuôi tôm ha. Và sau đây là quá trình khiêng chiếc vỏ lãi với kích thước là 6m3 ở phiên bản siêu tải đi cho anh khách Thanh Liêm ở Đồng Nai của em ha. Thì em cũng xin cảm ơn anh Thanh Liêm đã quan tâm và ủng hộ trung tính composite một chiếc vỏ lãi này nha. Tiếp tục được lên hàng ngày hôm nay sẽ là một chiếc vỏ lãi với kích thước là 7m2, lái rộng ngang là 1m1 các anh chị, và chiều cao mực nước của chiếc này là 50 đến 55cm, và sức tải là sẽ là 1 tấn 1 các anh chị. Thì đây là chiếc vỏ lãi màu trắng và bé gió màu cam, và cái chỉ là sẽ là chỉ cam luôn hết các anh chị, được giao đi cho anh khách bên em tên là anh Thiên Lộc, và anh cũng để số điện thoại bên hông luôn. Thì sau đây em cũng xin cảm ơn anh Thiên Lộc đã quan tâm và ủng hộ trung tính composite một chiếc vỏ lãi màu trắng cam này nha. Chuẩn bị lên hàng ngày hôm nay sẽ là một chiếc xuồng cắt lái với kích thước là 4m ở phiên bản là một bẩn các anh chị. Và đối với chiếc xuồng này thì hôm nay sẽ giao đi cho anh khách bên em tên là anh Phong ở Thủ Đức. Thì em cũng xin cảm ơn anh Phong đã quan tâm và ủng hộ trung tính composite một chiếc xuồng cắt lái với kích thước là 4m ở phiên bản là một bẩn các anh chị. Sẵn thiện thì em cũng xin báo giá tham khảo trong thời điểm hiện tại em giao đi cho anh khách bên em. Thì đối với những anh chị ở miền Bắc sở hữu chiếc xuồng cắt lái 4m này chỉ với giá là 5.4 triệu. Anh chị ở miền Trung sở hữu chỉ với giá là 5.2 triệu. Anh chị ở miền Nam sở hữu chỉ với giá là 4.6 triệu. Và anh chị ở miền Đông sở hữu chỉ với giá là 4.9 triệu. Thì giá này bên em là đã bao vận chuyển cho các anh chị, đồng thời là bảo hành cho các anh chị lên đến là 20 năm đi lại. Đồng thời là có tặng kèm theo cho các anh chị là một cái dầm, mũ máy và cục thun để mình có thể là kê cái nền máy của mình, chống bào mòn phương tiện thủy của mình hết các anh chị.
Thì đối với ở mỗi giữa dây cong sẽ có lỗ dẫn nước cho các anh chị thuận tiện hơn trong việc tắt nước nè. Thì đối với những anh chị khách nào mà muốn làm bận giống như là anh Phong ở bên em thì anh chị cứ đếm cái số dây cong ở trên cái bận xuồng này các anh chị. Thì anh chị muốn đặt bận ở dây cong số mấy thì cứ báo với nhân viên tư vấn của em số điện thoại trên màn hình đó các anh chị, sẽ làm đúng cái số dây cong cho các anh chị nha. Tiếp tục được lên hàng ngày hôm nay sẽ là một chiếc bobo nữa các anh chị. Thì hiện tại là em đang đứng ở bên đây để trong quá trình mà lên hàng mái này cho các anh chị khách bên đây. Thì đối với chiếc bobo này chút xíu nữa thì em sẽ thông báo cái tên của khách hàng cho các anh chị nha. Thì quá trình lên hàng của bên em ngày hôm nay là đã xong rồi các anh chị. Do là chiếc cano quá bự nên là mình để hàng chất lên nhiều thì sẽ là ảnh hưởng đến những cái phần mái ở trong của chiếc cano, nên là mình không dám chất nhiều lên hết các anh chị. Thì ngày mai hoặc là khoảng chừng mốt là sẽ có một cái chuyến đi nữa, thì anh chị nhớ bấm đăng ký vào nút màu đỏ ở phía bên dưới video của em để theo dõi những cái clip lên hàng của bên Trung Tính Composite, nhằm là anh chị có thể là cập nhật những cái giá mới nhất của bên Trung Tính Composite. Trong quá trình lên hàng là em sẽ luôn báo giá cho các anh chị. Ngoài ra là mình sẽ có những cái hình ảnh thiết thực nhất của những cái sản phẩm bên Trung Tính Composite trong quá trình mà mình lên hàng và mình tham khảo dành cho những anh chị khách ở xa. Thì đây sẽ là một trong những cái niềm tin để anh chị có thể là trao lòng tin cho Trung Tính Composite để bên em có một cái cơ hội phục vụ các anh chị nha. Và để đặt hàng giống như những anh chị khách này bên em thì anh chị chỉ cần liên hệ vào số điện thoại là 0923451926 hoặc là 0939333400. Số điện thoại em có để trên màn hình đó các anh chị. Thì sẽ có nhân viên tư vấn trực tiếp cho các anh chị, cũng như là cùng anh chị chọn ra sản phẩm nào phù hợp nhất với nhu cầu đi lại của bên mình. Và em cũng xin lưu ý một điều là đối với nhận cọc và cũng như là chuyển tiền hàng của bên Trung Tính Composite thì bên em chỉ sử dụng duy nhất một số tài khoản tên là Huỳnh Thị Tiết Trinh thì mới đúng ha. Để tránh trường hợp là mình chuyển sai số tài khoản và thất lạc cái số tiền cọc của bên mình, thì anh chị nhớ lưu ý cái điều này giúp em nha. Và sau đây thì em cũng xin cảm ơn tất cả các anh chị đã ủng hộ bên Trung Tính Composite ngày hôm nay nói riêng, và tất cả những anh chị đã ủng hộ Trung Tính Composite trong suốt 14 năm qua, và những anh chị đã xem hết clip của em ngày hôm nay nha. Thì em xin kính chúc tất cả các anh chị luôn có thật là nhiều sức khỏe để luôn đồng hành cùng Trung Tính Composite. Trung Tính Composite là luôn là cung cấp đến các anh chị và các bạn những sản phẩm chất lượng nhất với cái giá thành là ổn định nhất. Thì anh chị cứ đặt lòng tin vào Trung Tính Composite, Trung Tính sẽ là hết lòng vì các anh chị, mang đến những cái sản phẩm tốt nhất và cũng như là chất lượng nhất đến tay người tiêu dùng. Sau đây là em xin chào ạ.